bền lòng và nhẫn nại. Dạ mời sư phụ Dung. Tôi qua. Đây là cái gì vậy con? Dạ đây là canh đậu xanh đậu đỏ. Đậu xanh thêm đậu đỏ cho nên nó có màu nâu đó. Sao con lại biết nghĩ đến mà làm món canh đậu xanh đậu đỏ vậy? Thưa sư phụ, món canh đậu xanh đậu đỏ này chúng ta còn phải ăn dài dài nữa đó. Ủa tại sao? Dạ là do con không cẩn thận nên đã làm lẫn đậu xanh đậu đỏ đã mua về lại với nhau. Tôn Hòa, cái này cho con. Quan Hỷ, cái này cho con. Tuy sư phụ cảm thấy canh đậu xanh đậu đỏ không khó ăn, nhưng đậu đỏ chính là đậu đỏ, còn đậu xanh chính là đậu xanh. Dù gì cũng phải phân chúng ra, có biết không hả? Dạ con biết rồi. Làm như vậy biết tới chừng nào mới xong đây? Đều do Huynh Hải hết á. Hình như là sư phụ kêu chúng ta đi hái sen về nấu canh sen, có phải không vậy? Dạ phải. Vậy hay là chúng ta đi hái sen trước có được không? Ừ, dạ được. Sư huynh ơi, phải hái bao nhiêu sen vậy? Khi nào sen đựng đầy cái sọt này thì là được chứ gì? Cái gì? Phải hái nhiều như vậy hả? Sư phụ kêu phải hái cho người ta đi lễ Phật ngày rằm ăn chút điểm tâm, cho nên chúng ta phải hái nhiều một chút. Đừng có ăn nữa, để ăn sắp hết rồi đó. Hai con đã thấy rồi đó, chỉ cần xoay phần đuôi của hạt sen một vòng thì nhụy sen rơi ra liền. Sư phụ, cái nhụy sen nhỏ quá, moi ra rất dễ bị nát đó. Cho nên các con phải bền lòng nhẫn nại, làm cho xong công việc này. Đợi đến ngày rằm thì chúng ta có một nồi canh sen ngon để uống rồi. Mau qua đây uống canh sen cho mát đi. Canh sen thơm ngon, xin mời mọi người mau qua đây uống đi. Hai vị sư phụ, xin cho tôi một chén uống giải khát đi. Được. Xin cảm ơn. Không có chi. Thực ra ăn như vậy thì cũng đủ hảo quả đó. Dì đại nương này làm sao vậy kìa? Đâu có biết đâu. Sư huynh ơi, huynh coi mặt trời lớn như vậy, tiết trời nóng như vậy, nhưng tại sao không có ai đến uống canh sen của chúng ta nấu hết hả? Huynh không biết nữa. Người uống canh hạt sen quả thật là rất ít. Huynh nhìn kia, những người uống canh hạt sen ai nấy đều có những biểu hiện bên ngoài kỳ lạ lắm. Ê, nóng chết đi được. Cho chén canh hạt sen uống đi. Xin mời. Làm gì mà sen đắng dữ vậy hả? Đắng hả? Nếu không tin đó thì hai chú ăn thử đi rồi biết. Canh sen đắng thiệt. Thưa sư phụ, tại sao hạt sen đắng quá vậy sư phụ? Không phải sư phụ đã nói rồi sao? Con phải moi nhụy sen ra chứ. Nhụy sen rất đắng. Nhưng mà khi chúng con hái sen, con ăn đâu thấy đắng đâu, thiệt là kỳ lạ. Hạt sen tươi mới, nhụy của nó không có đắng. Sen mà để qua mấy ngày thì cái nhụy của nó rất đắng. Thì ra là vậy. Cho nên sư phụ muốn các con phân hai loại đậu xanh đậu đỏ, không phải là để dạch lá tiệp sâu, mà là muốn dạy cho các con có tính cách sống bền lòng và nhẫn nại, để sau này không phải nếm trải quả khổ. Thưa sư phụ, thật ra món đậu xanh đậu đỏ của chúng con vẫn chưa có lựa ra hết nữa. Sư huynh ơi, mau lên đi, chúng ta hãy mau làm công việc còn lại cho xong đi nha. Nam mô A Di Đà Phật.
nước.